Tôi khô đây và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn sao tham lang căn mộng hóa lộc. Bản chất của tham lang vốn đã chủ về ham muốn vật chất, nên lúc hóa lộc ý nghĩa ham muốn vật chất càng tăng. Bản chất của nó cũng giỏi giao tế thủ tạc, lúc hóa lộc có thể nhờ thủ tạc mà phát triển sự nghiệp, từ đó kiếm tiền. Tham lang hóa lộc còn có bản chất đầu cơ, có hỏa tinh linh tinh đồng độ, đầu cơ có thể thu lợi, nhưng cũng cần phải chú ý xem vận hạn có thích hợp không. Nếu có kinh dương đà na đồng độ hoặc hộ chiếu thì không nên đầu cơ. Tham lang hóa lộc mà có các sao đào hoa hội hợp thì ham muốn vật chất và sắc dục đều nặng, cần lưu ý vận hạn đề phòng vì sắc mà phá tài. Nếu tham lang hóa lộc mà có kinh dương đà na địa không địa kiếp đồng độ sẽ chủ về vì giao tế thủ tạc mà phá tài, hao tổn tiền bạc, không chỉ vì thủ tạc trong công việc mà còn vì giao du bạn xấu. Tham lang hóa lộc thành cách hỏa tham linh tham ắt sẽ có khoản tiền lớn bất ngờ, nhưng sau khi phát tài cũng chủ về dễ thất bại. Vì vậy, không nên cứ mãi chuyên chú ở nguồn tiền bất ngờ. Tham lang độc tọa hóa lộc ở hai cung Tý hoặc Ngọ đối nhau với tử vi. Cung tài bạch là phá quân, cung sự nghiệp là thất sát. Trong hai cung này, ở cung Tý thì có ý vị kiếm thủy đào hoa. Vì vậy, ở cung Ngọ tốt hơn là cái cục mộc hỏa thông minh. Cho nên tuy cùng là hóa lộc mà ở cung Ngọ thì kiếm tiền khá nhiều, cũng dễ tích lũy, còn ở cung Tý thì thường tiêu xài hao tổn vì người khác giới. Phá quân thủ cung tài bạch, ưa đầu cơ mạo hiểm, giàu năng lực sáng tạo sự nghiệp, sáng lập sự nghiệp, hoặc ưa làm những công việc có tính khai sáng hay có tính độc lập, nhưng khả năng giữ tiền không tốt, đây là khuyết điểm của nó. Tinh nghệ này thiên cơ hóa kỹ ở cung giao hữu, hội chiếu, cung huynh đệ, vì vậy không nên hợp tác với người khác để gây dựng sự nghiệp. Người dưới quyền cũng thiếu trợ lực. Vũ Húc tham lang đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi mà tham lang hóa lộc. Ở cung Sửu còn hội lộc tồn tốt hơn ở cung Mùi. Cung sự nghiệp là tử vi thất sát, hội với lộc tồn, khí thế bàng bạc. Cung tài bạch là liêm trinh hóa quân, ở cung Dậu thì lộc trùng điệp, nên an mệnh ở cung Sửu thì tài khí áp sẽ lớn hơn ở cung Mùi. Nhóm tinh hệ này chủ về đời người biến đổi đa đoan, tài vận cũng biến động vô thường, nhưng đủ sức kiếm tiền. Còn nhờ giao tế thủ tạc mà có cơ hội tốt, cho nên ắt sẽ dư giả ở cung Sửu. Không những cục diện sự nghiệp lớn mà tài lộc còn dồi dào. Tinh hệ này có khuyết điểm là thường dễ bất cẩn, sơ sót trong việc giáo dục con cái. Đồng thời trong nội bộ chỗ làm việc, công ty công sở cũng thiếu mạch lạc, lớp nang. Thường thường xảy ra tệ, có người thì làm việc đàng hoàng, không có người thì nghỉ. Tham lang hóa lộc độc tọa ở hai cung Dần hoặc Thân. Tham lang hóa lộc ở hai cung độ này đều có khuyết điểm, dễ bạo phát bạo tàn. Cho nên ở đại vận mà gặp nó thì có lợi hơn là gặp ở cung mệnh của nguyên cục. Ở cung Dần thì khá tốt, biên độ lên xuống nhỏ. Ở cung Thân thì tay trắng sáng lập sự nghiệp, nhưng thành cái cục mộc bị kim khắc chế, thường thường phải trải qua gian khổ mới có được tiền của, rồi lại phá tán, thất bại liên tiếp. Tham lang hóa lộc thì chủ về sau khi phá tán thất bại vẫn còn cục diện để đứng lên mà thôi. Cung tài bạch là phá quân,
cũng chủ về lên xuống bất thường, đồng độ với Đà La, cái chủ về tài vận đến chậm. Cung sự nghiệp là thất sát, vì vậy không nên đầu cơ, thích hợp với các ngành nghề giải trí, vui chơi, hưởng thụ, trang điểm, nghệ thuật, tiêu dùng. Tử vi tham lam đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu là tham lam hóa lộc, cung tài bạch là vũ khúc hóa quân, ắt sẽ có lộc tồn đồng độ hoặc về chiếu. Ở hai cung độ này đã đủ tượng trưng cho lực xung kích, sức cạnh tranh rất mạnh, do đó hễ có cơ hội kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp, người này đều không chịu bỏ qua. Cung sự nghiệp là niêm chính thất sát, cũng có ý vị quyền lực và thủ đoạn phối hợp hỗ tương, hợp với đặc tính của tử vi tham lam. Vũ khúc hóa quân thủ cung tài bạch thì chủ về dùng tiền có mục đích, nhưng đối với người khác giới thì họ cực kỳ hào sảng. Nữ mệnh không nên có khuyết điểm này, nên nữ mệnh yêu hơn nam mệnh. Tinh hệ này nên đề phòng người hợp tác hay người dưới quyền xâm phạm. Nam nam độc tọa hóa lộc ở hai cung Thìn hoặc Tuất. Ở cung Thìn sẽ đồng độ với Đà La, ở cung Tuất bị Kình Dương Đà La hộ chiếu. So sánh hai trường hợp, ở cung Thìn thì lúc trẻ gặp nhiều hiểm trở, đường đời gập ghềnh, ở cung Tuất thì có tinh thần tiến thủ mạnh. Cung tài bạch là phá quân, cung sự nghiệp là thất sát, chủ về không giữ, không kiên giữ một nghề, phần nhiều đều làm nhiều công việc hay kiêm nhiều chức vụ, hoặc thường đảm nhận thêm nhiệm vụ quan trọng. Ngoài những điểm vừa thuật ở trên, thì tinh hệ này là kết cấu của tham lam tọa mệnh khá ổn định, nhưng đối với nữ mệnh dễ có bất mãn trong hôn nhân, có thể chỉ vì dựa vào kinh tế của chồng mà phải duy trì cuộc hôn nhân. Niêm chính tham lam đồng độ ở hai cung Tỵ hoặc Hợi, tham lam hóa lộc, có lộc tồn đồng độ hoặc vây chiếu, cung tài mạch là tử vi phá quân. Không chủ về tích lũy tiền bạc, cho nên khi hội hợp với hai cung độ này sẽ có bản chất cực kỳ chú trọng vẻ bề ngoài. Cung sự nghiệp là vũ khúc thất sát, tam phương tứ chính có đào hoa trùng trùng, rất thích hợp theo các ngành nghề có tính giải trí, vui chơi, hưởng thụ. Vũ khúc thất sát ở cung Dậu cũng có thể theo nghề ẩm thực, có điều nên gặp các sao khoa văn hội hợp, lại thường là nhân tài chuyên nghiệp như bác sĩ, khoa phụ sản. Và sự chia sẻ của tôi hôm nay về tham lam, căn mộng, hóa lộc xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.